Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để bắt cách để recover lại hệ nhớ của Siemens sử dụng cho F7300 mà khi các bạn lỡ định dạng bằng máy tính hoặc đổ nhầm chương trình, nhầm cấu hình thì hệ nhớ của các bạn sẽ không đọc được. À, khi đó khi các bạn cắm vào PLC thì tất cả các đèn của PLC nó sẽ nhấp nháy. Đây mình sẽ để một cái file như thế này trên đường link bên dưới. Các bạn có thể download về và giải nén ra và sử dụng. Mình sẽ giới thiệu sơ cái file của mình. Hai cái này mình đã backup tất cả các ảnh của hệ nhớ lại rồi. Các bạn chỉ download về và sử dụng thôi. Ở đây mình có hệ nhớ dạng 2 MB, 4 MB, 8 MB, 64 KB, 512 KB. Một hệ nhớ của Siemens đâu đó nếu mà khoảng 4 MB đâu đó khoảng 5 triệu. Nếu các bạn làm sai hoặc lỡ định dạng mà các bạn không có ảnh để backup lại, để recover lại, thì các bạn coi như bỏ một hệ nhớ luôn. Đây là cái vấn đề mà mình đã từng gặp và mình cũng đã từng bị. Nhưng mà mình đã biết cách để mình recover lại được cái hệ nhớ. Còn đây đây là phần mềm mình dùng để recover lại hệ nhớ. Mình sẽ mở lên giao diện. Các bạn lấy hệ nhớ và cắm vô đầu đọc hệ bình thường. Nếu các bạn máy tính có cái phần đọc hệ thì các bạn cứ cắm vào. Và lúc đó nó sẽ hiện lên cái ổ cứng của bạn ở đây. Cái hệ nhớ của bạn ở đây. Công việc tiếp theo của các bạn là chọn cái ảnh phù hợp với cái hơi ồn nha các bạn. Các bạn chỉ cần việc chọn ảnh của cái hệ nhớ mà các bạn muốn recover lại. Ở đây mình sẽ chọn nên mình có 52, 64, 80, 40. Đây là cái mã của hệ nhớ. Các bạn chọn ảnh của hệ nhớ nào cũng được nha. Có thể mã nó khác nhau, nhưng các bạn recover lại, các bạn đều sử dụng được như ban đầu, như hệ nhớ mới mua. Bây giờ mình test. Mình sẽ chọn 80. Các bạn open, các bạn wipe nha, wipe để viết lại cái tình dạng. Và nó hỏi các bạn chọn yes.
Công việc tôi các bạn chỉ chờ. Bạn báo, có một bạn không báo lên, báo các bạn đã thành công. Chỉ vậy thôi, rất là nhanh. Và các bạn chỉ việc cắm vào BC 7300 và các bạn sử dụng bình thường. Hiện tại cái file, những cái file mà mình backup và mình gửi cho các bạn thì hiện tại mình đã tìm kiếm trên mạng và rất nhiều lần mình kiếm mà không thấy, không có đầy đủ được dữ liệu và hướng dẫn cách recover lại cái hệ nhớ Siemens. Hôm nay mình sẽ gửi cho các bạn hết đầy đủ tất cả các ảnh của cái hệ nhớ MCC MMC của Siemens. Hệ nhớ này là hệ nhớ của S7300 nha các bạn. Còn hệ nhớ của S7400 như hoặc biến tầng thì mình chưa có điều kiện để backup tạo file cho các bạn. Hiện tại mình chỉ có đủ có những cái định dạng, những cái file, nói chung là đầy đủ của cho S7300 cho các bạn. Các bạn cứ ra về và sử dụng. Các bạn hay hay thì các bạn đăng ký giúp mình nha. Và like cho mình một cái để mình có cái động lực để mình làm tiếp những cái video tiếp theo về lập trình BOC cho các bạn. Chào các bạn.